Cùng với biên phòng, thời gian qua, lực lượng công an đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Khu vực biên giới biển của tỉnh gồm 3 xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung và thị trấn Bình Minh, có chiều dài bờ biển gần 20 km và khu vực vùng bãi bồi ven biển khoảng 7.000 hecta. Đây là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng an ninh. Do đó, lực lượng công an các xã, thị trấn luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng đã là phối hợp với ban ngành đoàn thể, đặc biệt là phối hợp với cán bộ tuyên truyền viên của đồn biên phòng Kim Sơn. Chúng tôi cũng đã là đi tuyên truyền, vận động tất cả nhân dân chấp hành tốt cái đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và đặc biệt hơn nữa thì trong năm qua thì chúng tôi cũng đã là vận động nhân dân thành lập được các tổ như tổ tự quản, tổ an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xử lý dứt điểm kịp thời các vụ việc nổi lên ở khu vực biên giới biển, phát huy tinh thần cảnh giác của người dân đối với các vấn đề phát sinh phức tạp về an ninh trật tự để nắm bắt kịp thời, từ đó chủ động các giải pháp phòng ngừa, không để bị động và bất ngờ. Lực lượng công an xã chúng tôi là phân công cán bộ là nắm rõ từng cái nhân khẩu, hộ khẩu đến có thể tạm trú, lưu trú để làm ăn kinh tế, đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Kết hợp với các cái đơn vị quân đội là trực tiếp là gặp gỡ những cái nhân khẩu là làm nghề đánh bắt thủy hải sản ở ngoài ven biển, tuyên truyền cho người ta về công tác là tự trông coi bảo vệ các cái tài sản của mình, đồng thời là phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, các địa phương đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của các tổ nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Nhà hàng bên tôi kinh doanh thì chúng tôi rất chấp hành tuân thủ về giờ giấc, tôi đóng cửa trước 22 giờ và có những cái nguy cơ là khách hàng như cái đối tượng khách hàng trẻ ăn uống mà có những cái vấn đề về mất gây rối trật tự hoặc là chiến rượu trên bia vào, chúng tôi sẽ báo cáo với lực lượng công an xã, dân quân tự quản hay là ở dưới đây thì có ở trên địa bàn chúng tôi có bộ đội biên phòng nữa, chúng tôi sẽ thông báo ngay kịp thời trấn áp. Bằng nhiều cách làm, giải pháp phù hợp, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh luôn được đảm bảo, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.